Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Truyện Lăng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 132 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ. Tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để mời quý vị và các bạn không phải mất thời gian, chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 132 Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, Hạo Thiên Khuyển chở Diệp Phúc chạy như bay tránh sự truy sát của các thần quan võ tướng trong vương triều Đại Tần. Trí nhớ của Hạo Thiên Khuyển rất tốt, hắn tỉ mỉ kể lại hắn đã mấy lần ăn thỏ cho Diệp Phúc nghe. Thế nhưng sắc mặt của Diệp Phúc thì càng ngày càng đen lại, hắn tức giận đến đôi tay phát run, lên tiếng nói: "Nhớ ngày đó ta ác danh lan xa, nhưng dù sao cũng chỉ là bị người ta phỉ báng đuổi giết trên đại lục trung thổ này mà thôi. Giờ thì tốt rồi, tốt rồi, cả vài tòa đại lục phương Tây hải ngoại cũng đã bị phỉ báng thanh danh của ta đến nước chảy mây trôi rồi kìa. Còn chó này quá mức kiêu ngạo, làm hỏng thanh danh của ta, phải bị trừng phạt để tránh cho nó gây họa khắp nơi mới được." Diệp Phúc niệm một tâm niệm, ngay tức khắc Ngọc Lâu hiện ra, đem Hạo Thiên Khuyển thu nhập vào trong Ngọc Lâu, trực tiếp đưa lên tầng thứ 5. Hạo Thiên Khuyển rơi xuống đất, chỉ thấy bên trong cung điện trùng trùng từng luồng dáng khí bay vào trong nội cung thuần dương. Mà ở trong những luồng dáng khí ấy lại còn có ba cái đại đỉnh trôi nổi tán phát ra uy năng vô cùng rộng lớn, trong lòng không khỏi mừng rỡ. "Đây là do chủ công chiếu cố ta sao? Trước chói ta bằng khốn tiên thằng, sau cấp đãng hồn chung, giờ lại đến ba chiếc đại đỉnh này, vị trí đệ nhất đại tôn vương của ta có thể đạt được rồi." Nó hứng chí hừng hực chạy thẳng đến thuần dương cung. Chỉ thấy trong cung nơi dáng mây khí rất xuống có một chiếc đầu rùa to bằng chiếc chậu rửa mặt đang phun ra nút vào dáng mây khí để rèn luyện thân thể. Đây là một con rùa đen, đầu rồng, thân rùa, lưng cõng bia đá. Nó không nhìn thấy Phách Hạ lão tổ đâu, gọi lớn: "Lão rùa đen, đỉnh ở phía trên kia là của lão phải không?" "Gọi ta là lão tổ." Phách Hạ lão tổ nuốt chậm chậm, ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn nó một cái, ồm mồm mà nói: "Ha, so với bố còn kiêu ngạo hơn." Hạo Thiên Khuyển ánh mắt hung hãn chớp động, cất bước tiến lên, liếm liếm mép để lộ ra những chiếc răng nhọn dữ tợn. Sau một lúc lâu, Diệp Phúc thả con chó này ra khỏi Ngọc Lâu, chỉ thấy khí sắc kiêu căng của Hạo Thiên Khuyển đã mất hết, thành thực đi rất nhiều. Hiển nhiên là trong thần dương cung nó đã nhiều lần bị đả kích. Mà trên tấm bia đá của Phách Khả lão tổ đã nhiều thêm một hàng chữ. Lão Long Quy trịnh trọng viết lên tấm bia đá một dòng như sau: "Hôm nay ta đã đánh bại một con chó ác độc hung tàn." "Vùng đại lục này rốt cuộc là địa phương nào đây?" Diệp Húc xử trí hoàn toàn mọi việc đối với Hạo Thiên Khuyển xong, lập tức bay lên vạn trượng trên không trung, nhìn xuống chỉ thấy một vùng đại lục tròn trịa, tọa lạc giữa biển lớn, mênh mông, kỳ lạ vô cùng. Trung tâm đại lục là một vùng hải dương vô cùng rộng lớn. Trong lục địa trong hải dương rộng hàng trăm dặm, chỗ hẹp chỉ khoảng trăm dặm, còn chỗ rộng thì cũng gần vạn dặm. Trong vùng lục địa này cũng có hùng sơn tuấn lĩnh, cũng có linh sơn động phủ, có thành quách khắp mọi nơi, có nhân loại và cũng có cả yêu tộc sinh sống ở đấy. Diệp Húc lấy ra sơn xuyên để lấy đồ mà Ứng Tông Đạo đã giao cho hắn, cẩn thận quét một lượt, lập tức tìm được tương quan, ghi lại thầm nghĩ: "Hóa ra là Tây Phương Hạ Châu, cách Trung Thổ Thần Châu hàng tỷ dặm. Hạo Thiên Khuyển tốc độ đủ nhanh, trong nửa tháng đã vượt qua hàng tỷ dặm. Hiện giờ Mông Chính Đại Tướng Quân và Thái Úy Lý Như Tư không thể nào đuổi đến đây được rồi." Hạ Châu, Trung Thổ và Thần Châu cách nhau thiên sơn vạn thủy, trùng trùng đại dương, còn phải trải qua mấy đại châu khác xa cách hàng tỷ dặm. Diệp Húc không nghĩ Mông Chính và Lý Như Tư có đủ nghị lực mà truy sát đến đây. Thế giới vô hoang Trung Thổ Thần Châu ở vào trung ương, đó là một vùng đại lục, lục địa lớn nhất, nhân kiệt địa linh, thánh địa nhiều nhất. Ở đó cũng là nơi linh khí hưng thịnh nhất, thực lực cường đại nhất, từ cổ đến nay xuất hiện rất nhiều vô hoàng. Nếu có một người đứng được đủ cao nhìn xuống sẽ thấy được Thần Châu như rồng, các đại châu khác gần gần xa xa phân bố trên mặt biển lớn xung quanh Trung Thổ Thần Châu, giống như các vì sao thưa thớt quần tụ xung quanh Thái Dương vậy. Tuy nhiên, các đại châu khác cũng có thánh địa, cũng đã có xuất hiện vô hoàng.
chỉ có điều là không hưng thịnh bằng thần châu trung thổ. Theo nguyên ý của ta là tiến vào ân khư tìm kiếm thiên thần công đức cấn và mấy thức cấn pháp khác nữa. Tuy nhiên, muốn chạy về cảnh nội Đại Hán cần đến thời gian hơn nửa tháng kìa. Không bằng trước tiên tại Hạ Châu này dừng lại mấy ngày trình đốn đã. Diệp Húc nghĩ đến đây liền từ trên không trung hướng Hạ Châu mà đáp xuống. Trong xuyên sơn địa lý đồ mà Ứng Tông Đạo giao cho, hắn còn phát hiện ra một số chuyện thú vị về Hạ Châu này. Đây là một giai thoại mà Ứng Tông Đạo năm đó đi du lịch thiên hạ đã nghe được. Nghe nói trong thời thượng cổ, Vũ Hoàng bình định thiên hạ, dự định luyện chế kiều đỉnh, đem các đại châu bất phục đại hạ quản giáo luyện vào trong đỉnh, hóa làm vật khí chấn quốc. Khi đó Vũ Hoàng ở Hạ Châu không phục sự thống trị của đại hạ, Vũ Hoàng liền đến nơi này với ý định đem liên căn phạt khởi của Hạ Châu luyện vào trong đỉnh. Tuy nhiên, khi nhìn đến địa thế của Hạ Châu, vị thượng cổ Vũ Hoàng này không thể không lắc đầu, không lựa chọn Hạ Châu mà chỉ xử tử những Vũ Hoàng phản kháng ông. Đây là bởi vì địa hình của Hạ Châu thực tại rất cổ quái, ở giữa là một vùng biển lớn, lục địa chỉ có một vòng xung quanh, địa khí không đủ để luyện thành một vật cấm bảo có thể chấn áp vận khí của thần châu. Hạ Châu cũng vì thế mà tránh được một đại họa. Hiện giờ Hạ Châu phân thành một số quốc gia nhỏ, có Đại Tống, Đại Kim, Đại Liêu, Thổ Phiên, chinh chiến công phạt lẫn nhau, ý đồ thống nhất Hạ Châu đại lục. Mà Hạ Châu có một thánh địa duy nhất gọi là Lang Gia Tiên Phủ, nằm ở trên biển lớn giữa đại lục. Đối với các nước trừng phạt lẫn nhau thì coi như không thấy, nhưng lại tiếp nhận sự cung phụng của các nước địa vị rất cao. Diệp Húc cách Hạ Châu càng ngày càng gần, và cũng phát hiện một số hiện tượng thú vị mà Ứng Tông Đạo chưa từng ghi lại. Nơi đây các quốc gia nhà cửa san sát, đại giang đại hà, trong núi có hồ, thỉnh thoảng yêu khí bốc lên trời, mà trong thành quách thành trì yêu khí tại không trung địch đãng. Ở vùng đại lục Hạ Châu này, yêu quái và người lẫn lộn, yêu và người đồng thời cùng tồn tại trên lục địa. Cũng có yêu tộc đại vu chiếm cứ linh sơn, xây dựng thành trì, thậm chí khai đàn truyền pháp thu nhận người làm đồ đệ. Mà nhân tộc đại vu truyền kinh thụ đạo cũng là như vậy, không giống như thần châu trung thổ, yêu với yêu một thánh địa, người với người một thánh địa, phân biệt rõ ràng. Hắn đáp xuống ở một khu thành thị, thậm chí còn nhìn thấy một số người có huyết thống cả loài người và yêu quái, đương nhiên là sản phẩm của người và yêu thông hôn, bộ dạng kỳ lạ làm cho người ta không thể chặt lưỡi lấy làm kỳ quái. Nơi hắn hạ xuống chính là nội cảnh của Đại Kim quốc. Đại Kim ở phía bắc Đại Tống, lại giáp với Đại Liêu, có chung hàng vạn dặm đường biên giới. Người ở đây cực hùng tráng, thích để trần nửa thân người phía trên, chỉ mặc một quần ngắn bằng da thú. Bất kể nam nữ, già trẻ, trên đầu đều cạo trọc, quang dầu bóng loáng. Ở trên thiên linh cái tiết một miếng tóc dài hơn nửa thước, kim tiền thô tế gọi là kim tiền đuôi chuột. Mọi người mau đi! Bên trong thành, một đám yêu tộc và nhân tộc vũ sĩ đột nhiên phóng lên trên cao, bay ra hướng ngoài thành hô to. Mau đến trung đô, ngăn cản Huyền Không Sơn. Con gấu này lại ra đây gây chuyện rồi, bắt thằng vạn dân chúng trồng trọt cho hắn tự xưng lão già. Con gấu chó này không biết từ đâu xuất hiện, Huyền Không Sơn nguyên bản là linh sơn của Quách Thương thượng nhân. Con gấu này đánh cho Quách Thương một trận, thật đau, đuổi ra khỏi Huyền Không Sơn, tự lập làm chủ, thật là tàn ác mà. Quách Thương thượng nhân chính là thượng nhân tu thành thuần dương nguyên thai, thực lực cường đại. Trước đây không lâu mời quần hùng đến dự định đoạt lại Huyền Không Sơn, trong đó thậm chí còn có thượng sư Trung Đô, không ngờ lại bị con gấu chó này đoạt mất một vu báo, có uy năng kỳ đại, đem Quách Thương thượng nhân và những người bắt được giam giữ tất cả bắt đi trồng trọt, thậm chí cả thượng sư Trung Đô cũng không thể chạy thoát được. Thực sự là bắt nạt Đại Kim quốc ta không có người mà. Những người này trong giây lát chuyển đi trăm dặm. Nhưng Diệp Phúc tư vi thâm hậu ra sao, như trước đem những người này cách trăm dặm nói chuyện nghe ngay vào trong tai, không khỏi tâm niệm vi động ám đạo. Tại sao con gấu này lại bắt người trồng trọt, nghe ra thì thấy quen tai. Hắn lập tức lắc đầu bật cười thầm nhủ, là ta nhiều chuyện, gấu làm sao có thể cách xa hàng ức vạn dặm lại đến Hạ Châu này chiếm núi làm vua được chứ. Tuy nhiên hắn có chút lo lắng, lúc đầu trước khi tới Hàn Nguyệt Cung, vì để tăng tu vi cho Quan Tinh Phong đệ đệ lên tới Tam Dương cảnh Dương Thần kỳ, hắn phái bọn họ xuất cung tu luyện, tứ xứ tìm tòi thiên địa âm dương tứ sát, rèn luyện nguyên thần nguyên thai, lại thường cho liều nhiều loại vu bảo để cho bọn họ đem đi dùng làm vật hộ thân, còn phái Viên Thiên Công và Yêu Vương thủ hộ. Hùng Bi và Đại Yêu đã ở nhóm này. Tính toán lại, bọn người này rời khỏi Quan Tinh Phong đã được thời gian hơn 2 năm, có Viên Thiên Công và Yêu Vương bảo hộ, hơn 2 năm đủ để tìm được âm dương nhị sát, tu thành Dương Thần kỳ đỉnh phong rồi. Diệp Phúc theo những người này lướt trên không đi trước, hướng quốc đô Đại Kim quốc Trung Đô tiến lên.
cách Trung Đô Thượng xa có ngàn dặm, hắn liền cảm thấy từng đợt sóng động mạnh mẽ, chỉ thấy phía trước một tòa thành lớn, Thiên Lý tọa lạc giữa vùng núi non, mà vùng núi nguyên nga này so với tòa thành đá to lớn, thấy rõ ràng thấp bé. Cái dãy núi này xanh mênh mông một dải, tạo thành một hình dáng đại điểu giang cánh bay lên, chính là đỉnh Linh Sơn, Linh Phong. Tuy nhiên, đây không phải là do trận thế của thiên nhiên tạo thành, mà là do con người dùng pháp lực cường hoành, cấu lại quần sơn, bày ra đại trận bảo vệ Trung Đô. Bị phong ấn trong quần sơn cũng không phải là thần dương linh mạch bậc 9, mà là thương dương linh mạch bậc 8, có dáng đại bằng dương cánh. Những đại sơn cấu kiện đại bằng chi khu, sơn thạch cũng không phải long lân, mà là do độ ẩm của linh mạch hóa thành bằng vũ. Trung Đô Đại Kim Quốc so sánh với đế quốc Đại Tần thì vẫn là khiếm khuyết hơn rất nhiều. Diệp Húc nhìn lướt qua, hắn đối với thủ đoạn của Thủy Hoàng Đế muôn phần khâm phục. Thủy Hoàng Đế chiếm cứ 12 đường mạch Tổ Long muôn hình vạn trạng, dùng 12 đồng nhân chấn áp 12 đường cửu giới thuần dương linh mạch, trí tuệ khí độ như thế thật không tầm thường. Mà ở Trung Đô Đại Kim Quốc cũng là dùng thương minh linh mạch bậc 8 bảo vệ hoàng thành. Tuy rằng thương minh linh mạch bậc 8 không ít, vượt qua Đại Tần Tổ Long chi mạch về số lượng, nhưng bậc 8 thì cuối cùng vẫn là bậc 8, 100 đường cũng không bị nổi được một đường của thuần dương linh mạch bậc 9. Dù vậy, giờ đây Diệp Húc đối với Đại Kim Quốc khí phái cũng rất là khâm phục. Bát gia linh mạch tuy rằng không thể bị được với Tổ Long chi mạch, nhưng mà cũng là rất tốt, rất hiếm có. Nhất là Đại Kim Quốc đã hình thành khí vận quốc vận, ý chí bất tử trên không trung Trung Đô ngưng tổ hóa thành sinh linh, chính là một đầu ác cầm Hải Đông Thanh, đầu cánh dương ra vạn dặm. Con Hải Đông Thanh này tuy rằng không thể so được với Cửu Điều Long, ý chí bất tử của Đại Tần, nhưng dựa vào uy thế Hải Đông Thanh tán phát ra, Diệp Phúc có thể phán đoán ra con Hải Đông Thanh này tuyệt đối không thể xem thường, hơn phân nửa đã có thực lực tu vi tam bất triệt cảnh, nguyên thần bất diệt. Hắn đi theo các vũ sĩ này tiến vào Trung Đô, chỉ thấy trong thành Trung Đô vệ sĩ bảo vệ hoàng thành lập tức nghênh đón, kim tiền thử vĩ rất là hùng tráng, cao giọng gọi to: người tới dừng bước, cho hỏi nhân sĩ bên trên từ đâu đến, nay đến Trung Đô có việc gì? Diệp Phúc dừng lại, sau thân bất ngờ xuất hiện một cây ngọc thụ vạn trượng, dễ cắm vào hư không, nguy nga như núi, cười nói: ta không thể vào thành sao? Tên vệ sĩ thấy thế vội vàng không người thay đổi thái độ, cung kính kính cẩn nói: hóa ra là thượng sư, thượng sư đã đến Trung Đô chúng tôi, Trung Đô tự nhiên hoan nghênh rồi, mời thượng sư, mời thượng sư. Diệp Phúc khẽ mỉm cười, chỉ lộ ra một loại khí độ đại tông sư. Hắn hiện giờ hiểu đại khái phong tục của Hạ Châu đại lục, vu sĩ chức tam thần cảnh gọi là thượng nhân, ý tứ là người trên người, tu thành đại vua tam thần cảnh tức là thượng sư, thượng nhân chi sư, địa vị cực kỳ cao quý. Hắn triển lộ nguyên thần, tên vệ sĩ kia cho là hắn là đại vua tam thần cảnh nên không dám chậm trễ, vội cho hắn đi. Diệp Phúc đi vào Trung Đô, ngắm nhìn mọi nơi xem cảnh trí con người ở nơi đây, chỉ thấy nam nữ Trung Đô đều cuồng dã, trong thành thi thoảng lại có vu sĩ một lời không hợp là xách binh đao ra giết người. Vệ sĩ thủ thành cũng chẳng quan tâm, chỉ đến khi có người chết thì họ mới đột nhiên xuất hiện, tha xác chết đi dọn dẹp. Cảnh tượng này khiến cho Diệp Phúc không khỏi nhíu mày. Phong tục Hạ Châu và Trung Thổ khác nhau thêm phần dã tính và giết chóc. Hắn thật không có ý kỳ thị Hạ Châu, chỉ là không quen được mà thôi. Trên thực tế, vu sĩ Trung Thổ Thần Châu rất kỳ thị Hạ Châu, bởi vì người và yêu nơi đây sống chung lại thông hôn, huyết mạch không tinh thuần. Bởi vậy gọi vu sĩ nơi đây là Man Di. Rất ít vu sĩ Trung Thổ đến đây mở phủ truyền đạo. Quanh Trung Đô còn có rất nhiều dãy núi, đâu mới là Huyền Không Sơn đây, chỉ bằng tìm một người hỏi vậy. Vu sĩ Đại Kim Quốc vừa rồi theo hắn vào thành, lúc này đã tiến vào trong thành tìm kiếm cao nhân. Diệp Phúc nhìn thoáng qua một đám tiểu lâu tân khách lui tới, phần đông là vu sĩ, hắn nghĩ nghĩ rồi cũng lên lầu. Từ khi tu vi thành công, hắn rất tiết ăn uống, lần này vẫn là lần đầu tiên đi đến nơi tiểu lâu sau mười mấy năm qua. Diệp Húc tiến vào tiểu lâu, vừa mới ngồi xuống thì đột nhiên thấy tiểu lâu đột nhiên tối sầm lại, một đại hán trông như thắp sắt chen vào. Người này cực kỳ hùng tráng, so với vu sĩ Đại Kim Quốc còn cao lớn, uy mãnh hơn. Mũi ngựa, râu rồng, tóc như tông mao, từng sợi dựng thẳng ra sau, trên cổ dày đặc long lân. Ở sau hắn còn đi theo hai đồng tử hoạt bát đáng yêu, một mặc áo gấm hoa lệ vàng lóe đôi mắt, một mặc áo màu bạc cực kỳ thanh tú, đỉnh đầu hai đồng tử mọc sừng rồng, vừa như là biết long chủng trong yêu tộc. Đại hán và hai đồng tử kia tìm được bàn trống, đại mã kim đao ngồi xuống, vô án kêu lên: chủ quán, mang 10 con nghe đến, phải là nghe con sống được 1 năm, đừng lấy trâu già. Tiểu nhị giật mình cuống quyết chạy tới cười nói: 10 con nghe con sao, khách quan ăn được hết không?
Thấy đại hán kia trừng mắt, tiểu nhị vội vàng cuống quýt cười nói: à, ăn hết, khách quan ăn chín hay ăn sống đây? Can sải sư huynh nhà ta thích ăn thịt bò mềm mịn, chi bằng lấy nửa nướng chín 5 phần, nhưng ta phải đi ngay, dắt đám nghe con đến là được rồi. Huynh đệ chúng ta không có ăn uống như can sải sư huynh, ăn không nhiều lắm, chỉ cần 5 con. Kim sắc đồng tử kia phất tay đuổi tiểu nhị đi, nói với đại hán với vẻ lo lắng: sư huynh, Hùng sư huynh kia phản rồi, không tính trở lại quan Tinh Phong, giờ ngay cả chúng ta cũng bị hắn đánh trở về. Thằng nhãi này còn khuyên chúng ta, nó là chỗ lão gia dù tốt linh dược khắp nơi, nhưng dù sao không có tự do, tự mình trồng trọt vẫn tự tại hơn. Ngân sắc đồng tử nói với vẻ mặt đau khổ: Hùng sư huynh, tên nhãi này, lão gia cho hắn 3 món tam tương chi bảo, mà huyết thống hắn vốn cao hơn chúng ta, là dị chủng thượng cổ thần khiết, giờ tu thành nguyên thần rồi nên chúng ta chẳng đánh lại được, giờ biết báo cáo với lão gia như thế nào đây? Hắn chạy không được đâu. Tên đại hán long lân kia mũi ngựa phun khói, cả giận mà nói: vừa rồi ta còn chưa ăn no, giờ no rồi sẽ tranh cao thấp với lão Hùng kia. Diệp Phúc ngồi đó sắc mặt thật cổ quái, người khác không biết ba kẻ này, nhưng hắn nhận ra long lân đại hán chính là thú cưỡi của hắn ở Thanh Châu, can sải dao, mà hai đồng tử kia chính là hai con dao long kim giác và ngân giác. Hắn nhìn lướt qua thấy can sải dao và kim giác ngân giác đã thu thành đại vu, luyện ra nguyên thần, khí huyết sôi trào, yêu khí cuồn cuộn trong cơ thể hắn, chỉ là bị ba tên này áp chế chưa phóng ra mà thôi. Ba tên này hẳn là có kỳ ngộ, tìm được thiên địa âm dương tứ sát, tu vi tâm hậu hơn xa so với đại vu bình thường. Can sải dao và kim giác ngân giác còn có tên hùng bi kia nữa đều đã tu thành nguyên thần, xem ra đám người Ngọc Nương Hoàng Sán chắc cũng đã tu thành đại vu trở lại quan Tinh Phong ta rồi. Diệp Húc không có thói quen uống rượu, chỉ nhấp một ngụm trà, cảm thấy trà vô vị, chán hẳn để qua một bên. Hắn đã là đầu sỏ tam thương cảnh, trà thế gian rất khó nhập miệng, chỉ có tiên gia ủ mới có thể uống được. Lúc này trong tiểu lâu còn có rất nhiều vu sĩ đại kim quốc, nghe thấy ba người nói chuyện đều vỉnh tai lên cẩn thận lắng nghe. Đột nhiên bên ngoài có một người kêu lên: việc lớn không tốt rồi, Đinh Lỗi thượng sư, Hoàng Nhan thượng sư đã bị con gấu trên hãm không đảo bắt đi rồi. Lúc này hai vị thượng sư bị con gấu kia câu nguyên thần, hạn chế một thân thần thông, đang làm ruộng trên Huyền Không Sơn. Đâu chỉ có hai vị thượng sư, ngay cả mấy trăm thượng nhân đi theo hai vị thượng sư kia cũng lọt vào trong tay gấu, cũng bị đày đi làm ruộng rồi. Còn gấu kia thật uy mãnh, nhưng nó bắt Hoàn Nhan hoàng tộc, giờ phút này chỉ sợ đại kim hoàng thất cũng sẽ không chịu nổi. Còn gấu này sẽ bị Trấn Quốc pháp trưởng của hoàng thất đánh chết thôi. Nếu kinh động đến Trấn Quốc pháp trưởng, tình cảnh của con gấu đó quả thật không ổn. Trấn Quốc pháp trưởng của Kim Quốc đã là tu vi tam thương cảnh, còn gấu ngu đần đó tuy có tam thương chi bảo, nhưng sao có thể là đối thủ của đầu sáu được đây? Hắn tuy không muốn trở về, nhưng dù sao cũng là đồng môn của chúng ta, chi bằng lập tức chạy tới hãm không đảo Huyền Không Sơn thôi. Can sải dao do dự một lát nói: nhưng ta còn chưa ăn no, đánh không lại. Sư huynh cứ ngồi xuống đợi một chút lát nữa đi, Hùng sư huynh sẽ không bị người đánh chết trong chốc lát đâu. Kim sắc đồng tử nói: can sải sư huynh, Hùng sư huynh còn khuyên chúng ta đừng trở về, cùng hắn làm sơn đại vương. Thằng nhãi này đúng là ăn tim gấu, gan báo rồi, phản ra ngoài còn chưa tính, lại còn dám bảo chúng ta cùng nhau phản. Hắn vốn có tim gấu rồi, nhưng Hùng sư huynh nói, hắn biết một cái thiên đại phú quý. Nếu có thể lấy được phú quý đó, tất sẽ có thành tựu trên cả lão gia, thậm chí còn có thể trường sinh bất tử. Hắn nói, cùng lắm thì đem phú quý đó chia cho lão gia một nửa, trả ân tình của người. Can sải sư huynh, huynh cũng biết hắn nói là cái phú quý gì không? Ngân sắc đồng tử nói. Can sải dao lắc đầu. Ta nào đâu biết phú quý là cái gì chứ, quá nửa là con gấu ngu ngốc này bị điên rồi, miệng đầy hồ sai. Tiểu nhị dắt 20 con nghé con đến, đầu can sải dao và kim sắc ngân sắc nhoáng lên một cái, hóa thành đầu rồng, mỗi ngụm một con, ngốn ngang ngốn nghiến ăn đám nghé kia, mà bụng ba người vẫn phẳng như cũ, có thể thấy được sức ăn thật kinh người. Đi lý luận với con gấu đần kia tiếp nào. Can sải dao để lại ngân lượng, đang định đứng lên thì thoáng thấy Diệp Phúc ngồi một cái bàn cách đó không xa, bên cạnh còn mang theo một con chó đen nhỏ, lập tức hoảng hốt vội lôi kéo kim sắc ngân sắc chạy đến quỳ lạy. Lão già, đứng lên đi. Diệp Phúc thản nhiên nói. Ba người nơm nớp lo sợ vội vàng đứng. Diệp Phúc liếc qua ba người một cái, như cười như không mà nói. Bốn tên các ngươi thật có tiền đồ, không ngờ lại chạy đến Hạ Châu làm yêu vương. Trăm triệu dặm đường này làm khó cho các ngươi, lại bay được đến nơi đây. Can sải dao và kim giác ngân sắc nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào mà chỉ liếc nhau thầm nghĩ. Lão gia quả nhiên là thần thông quảng đại, ở trung thổ thần châu xa xôi hàng tỷ dặm cũng có thể biết được khắc cùng làm phán, một mạch đổi đến tận đây.
thằng nhãi hắc hùng này nếm mùi đau khổ rồi. Diệp Phúc không để ý lắm. Theo hắn thấy, Hùng Bi chỉ quậy một chút xíu, không ảnh hưởng đến toàn cục. Hắn kia nói, hãm không đảo Huyền Không Sơn là ở nơi nào? Lão gia muốn đích thân đi đến đó, hỏi con gấu kia xem là rốt cuộc nó có muốn trở về hay không. Can xảy ra vội vàng đáp, lão gia, để ta dẫn đường. Hắn đột nhiên ngâm dài một tiếng, yêu khí quanh thân rốt cuộc không ẩn giấu nữa, long quy phát ra, hóa thành một con long mã hùng tuấn, dài đến vài dặm, cả người kim mao hồng lân, ầm một tiếng liền đụng vỡ tiểu lâu. Kim giác ngân giác cũng ngâm lên một tiếng, hóa thành hai con kim long, làm mưa làm gió, khiến trên bầu trời trung đô mây đen vần vũ, yêu khí cuồn cuộn. Ba con dị chủng thượng cổ thế mạnh như nước, khiến mưa to tầm tã, đều điều khiển yêu phong bay tới vùng biển trong đại lục Hạ Châu kia. Ba người bọn họ lúc này hóa thành nguyên hình, lập tức hiển lộ ra thực lực của đại vu, ép cho tân khách trong tiểu lâu nằm ép xuống đất theo hình chữ đại, thậm chí cả vu sĩ trong các con đường bên cạnh cũng bị ép cho nằm úp xuống. Mọi người đứng dậy nhìn, chỉ thấy tiểu lâu biến thành một đống hoang tàn. Diệp Phúc đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, cũng không biết là đi khi nào. Chỉ có ông chủ tiểu lâu ngây người đứng trước đống hoang tàn kia, tay cầm một món vu bảo, cũng là Diệp Phúc trước khi đi để lại trong ngực ông ta. Chủ quán, món nguyên thần chi bảo này để lại cho ông bồi thường tổn thất của tiểu lâu. Tiếng của Diệp Phúc từ trong không trung truyền đến, rơi vào trong tai của mọi người. Nguyên thần chi bảo là nguyên thần chi bảo. Phần đông tân khách sáng mắt lên, nhìn chằm chằm vào món vu bảo trong tay ông chủ tiểu lâu. Ánh mắt tỏa sáng, đồng loạt đế vu bảo lên rồi với ông chủ này lại, không có ý tốt. Ông chủ tiểu lâu kia âm thầm kêu khổ, dậm chân nói. Hôm nay ta đây, trêu chọc ai đây? Hủy tiểu lâu đi là được, vì sao còn để lại một món nguyên thần chi bảo làm bồi thường đây? Bỏ lại thì thôi, vì sao còn phải nói ra? Vị khách quan vừa rồi, thoạt nhìn rất giống người tốt, không ngờ cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Nhưng nói gì thì nói, ta có được nguyên thần chi bảo, thực lực có thể so với thượng sư, còn phải sợ ai đây? Mau, giết hắn đoạt bảo. Mọi người đồng loạt phi lên, vu bảo vu pháp bay đầy trời. Rất nhanh, đống hoang tàn tiểu lâu kia liền biến thành một biển máu. À, công đức của ta lại tăng lên một tia rồi. Chẳng lẽ có người vì ta mà chết ư? Trời thấy, chẳng lẽ chuyện gì cũng không làm mà có thể gia tăng công đức sao? Diệp Phúc vững vàng đi theo sau đám người can xài dao, có chút mừng thầm. Hãm không đảo, Huyền Không Sơn cách trung đô cũng không quá ngàn dặm, rất nhanh liền đến được. Diệp Phúc dừng chân lại, ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy ở cạnh biển, ước chừng trăm dặm, có bảy hải đảo tập trung lại thành một đoàn. Ở giữa là một hồ nước lớn, mà trên không hồ nước là một tòa tiên sơn tiên đảo, treo lơ lửng, có thể nói là thần kỳ. Nhưng giờ phút này lại có rất nhiều vu sĩ đang vây công tòa tiên đảo trong biển này. Vu pháp vu bảo tề phi, mà ở trên đảo một nguyên thần hắc hùng cao tới vạn trượng đột nhiên xuất hiện, sườn mọc đôi cánh, ngoài phong lẫm lẫm, dễ dàng liên tiếp được phần đông đám vu sĩ đại kim quốc vây công. Lão già, đó chính là hãm không đảo Huyền Không Sơn của con gấu đần kia. Can xảy ra và kim giác ngân giác hóa thành hình người, không lưng mà nói. Ba người chúng tôi lập tức đi bắt con gấu ngu ngốc kia để lão gia hỏi tội. Không sao không sao, không cần bắt nó. Lão gia ta hiện là phong chủ Quan Tinh Phong, thanh danh truyền khắp thiên hạ, sao có thể không có chút khí độ như vậy. Hùng Bi tuy bướng bỉnh nhưng lão gia cũng không hề trách nó. Diệp Phúc phất phất tay ngăn ba người lại, tủm tỉm cười nói. Đại kim trấn quốc pháp trượng đến rồi, chúng ta nhìn trước đã. Can xảy ra và kim giác ngân giác liếc nhau, mồ hôi lạnh tuôn ra để chán, thầm nghĩ. Lão già còn nói mình độ lượng, rõ ràng là tính toán mượn tay đại kim trấn quốc pháp trưởng để trừng trị con gấu đần kia một phen mà. Diệp Phúc thản nhiên tự đắc đứng trên bờ biển ngóng nhìn, chỉ thấy Huyền Không Sơn trên hãm không đảo không lớn, chỉ tầm vài dặm, đỉnh núi rất bằng phẳng, mở rất nhiều linh điền. Những tên dân chúng kim quốc đầu trụ lùi chỉ để lại một cái tóc đuôi chuột từ thiên linh cái xuống, đang làm việc ở trong ruộng. Con gấu này không chỉ bắt mấy vạn dân chúng, trong đó còn có không ít vu sĩ đại vu đều bị giam cầm tu vi, đuổi đi làm ruộng, khổ không thể nói nổi. Không tệ, con gấu này quả thích hợp quản lý linh đền, quản lý mấy vạn người có thể gọn gàng ngăn nắp như vậy được. Diệp Phúc đánh giá vài lần, đột nhiên khẽ a lên một tiếng, hắn phát hiện ra chỗ không thích hợp. Hắn vốn tưởng rằng Huyền Không Sơn vốn chỉ là một món vu bảo, hoặc là thêm trận pháp mới có thể lơ lửng trên hãm không đảo như vậy. Nhưng hắn không cảm giác được chút pháp lực hay trận pháp dao động nào cả. Cái này chứng tỏ hắn đoán sai. Tòa Huyền Không Sơn này hẳn là một tòa linh sơn hình thành tự nhiên. Ngay sau đó, hắn phát hiện thêm nhiều chỗ kỳ dị khác trên Huyền Không Sơn. Lúc này, Hùng Bi đang ra phong cùng hàng chục vu sĩ đến hàng phục cứu yêu, không biết bao nhiêu vu bảo, vu pháp đánh lên Huyền Không Sơn mà lại chẳng thể đánh nát được tòa linh sơn này. Thậm chí, cả đá trên núi cũng chẳng hề vỡ dù chỉ một khối.
đại vu tam thần cảnh, san núi lấp sông, truy tinh trục nguyệt, thần thông quảng đại, một quyền thậm chí có thể đánh nát một ngọn núi lớn. Cường độ công kích như thế là chẳng làm tổn hại Huyền Không Sơn mảy may, khiến cho Diệp Húc phải lưu tâm. Một tòa linh sơn trôi nổi tự nhiên, kim cương bất hoại, chẳng lẽ đây chính là đại phú đại quý theo lời Phách Thiên hay sao? Diệp Húc có chút thiếu kỳ trong lòng, nhưng Huyền Không Sơn tuy thần kỳ lại vẫn không thể nhập vào mắt hắn. Nhiều nhất hắn chỉ coi như nơi đây là một nơi kỳ dị mà thôi. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết đi. Xa xa đột nhiên yêu khí cuồn cuộn đến, Đại Kim Chấn Quốc pháp trượng cuối cùng cũng ra tay, cách hàng ngàn dặm đã khởi xướng công kích tới hãm không đảo. Người này tu thành thiên địa pháp tướng chân thân từ pháp ngộ địa, lực lớn vô cùng, hơn nữa lại là đầu sỏ yêu tộc, yêu khí cuồn cuộn hóa thành một bàn tay to giữa không trung chộp tới nguyên thần của Hùng Bi. Bàn tay hắn bao phủ trăm dặm, hoàn toàn bao lại hãm không đảo Huyền Không Sơn. Chiêu thức ấy dày đặc yêu khí, làm cho xem thế là đủ. Diệp Húc thế không nhịn được tán thưởng: vị chấn quốc pháp trưởng này có thực lực không tồi, cũng tạm tạm. Can Sải Giao và Yêu Vương liếc nhau, trong lòng không khỏi khâm phục Diệp Húc. Đại Kim Quốc chấn quốc pháp trưởng có thực lực cực kỳ cao thâm, chính là đầu sỏ tam thương cảnh. Người chưa tới mà vu pháp đã ra, kinh thiên động địa, tiên thanh đoạt nhân, tiên thế đoạt nhân, thực lực tuyệt đối không phải chỉ là tạm tạm. Nhưng Diệp Húc nói thực lực của y tạm tạm, có thể thấy được thực lực bản thân Diệp Húc đã vượt xa vị chấn quốc pháp trưởng chưa xuất hiện này. Hồng Bi cũng không dám chậm trễ, lập tức tế tam tương chi bảo mà Diệp Húc cho nó lên. Chỉ thấy một chiếc đồng lô bay lên không, cũng lớn gần trăm dặm, đụng tới bàn tay vu pháp của chấn quốc pháp trưởng. Đồng lô khẽ rung đã chấn vỡ được bàn tay này. Đây là âm dương đồng lô mà Diệp Húc thu hoạch được khi luyện chết một gã đại vu chính đạo tam tương cảnh. Chiếc lò này chính là tam tương chi bảo, nhưng tác dụng lớn nhất vẫn là luyện đan. Diệp Húc ban chiếc lò luyện đan này cho Hùng Bi, chủ yếu là để nó tận dụng, khiến con gấu này làm ruộng nhiều để luyện thêm nhiều đan dược hơn. Hiện giờ cái gọi là linh đan rượu dược hắn đã không để vào mắt. Hùng Bi luyện đan không cần hiến, đều để lại cho đám đại yêu Can Sải Giao và đệ tử của Diệp Húc dùng. Hóa ra ngươi có một món tam tương chi bảo trong tay, thảo nào lại kiêu ngạo như vậy, ngay cả hoàng thất Đại Kim Quốc ta cũng dám bắt tớ làm ruộng. Giữa không trung chuyển đến một tiếng cười lạnh, chỉ thấy ánh lửa mãnh liệt đột nhiên xuất hiện, dừng ở bên ngoài hãm không đảo, ngọn lửa ngập trời. Đây là yêu hỏa hừng hực bốc cháy, ngọn lửa bốc lên cả vạn trượng. Bên trong ánh lửa có một bán tôn địa tướng chân thân vạn trượng. Người khổng lồ này đứng thẳng trong yêu hỏa cuồn cuộn, cười lạnh liên tục, nhìn về phía con hắc hùng trong Huyền Không Sơn. Hắn cầm một chiếc roi dài đỏ như lửa trong tay, thân roi hừng hực ma diễm, roi run lên như một con hỏa long đánh tới Hùng. Vị đại kim quốc chấn quốc pháp trượng này hiển nhiên cũng không có hoàn toàn tiến vào địa tương kỳ, chỉ mới tu thành bán tôn địa tướng chân thân, nhưng pháp lực thì hùng hậu vượt xa đầu sỏ tam tương kỳ, có thể lấy đại địa lực dùng địa hỏa rèn luyện chân thân. Hỏa long tiên trong tay của hắn bang một tiếng giòn vang, khóa trên đồng lô, tiên sao hóa thành đầu rồng lách qua đồng lô, ầm ầm nhảy vào trong Huyền Không Sơn, mở cái miệng tấp tới nguyên thần của hắc hùng. Thiên yêu đổ thánh, phi hùng chân thân. Hùng Bi quát lớn một tiếng, thu hồi nguyên thần nhập vào cơ thể, hóa thành chân thân. Cũng là một con hắc hùng cao ngàn trượng, sườn mọc đôi cánh, oai phong lẫm lẫm, chộp tới đầu rồng của Hỏa Long Tiên. Diệp Phúc truyền thụ cho nó rất nhiều tâm pháp yêu tộc, Thiên Yêu Đổ Thánh Quyết chỉ là một trong đó, còn có một phần cấm pháp của Nguyên Thủy Yêu Tông cũng truyền thụ cho con hắc hùng này, khiến chiến lực của nó tăng lên gấp bội. Nhưng pháp lực của nó so với chấn quốc pháp trượng còn chênh lệch rất lớn, không thể cân nhắc. Bàn tay kia không thể bắt được Hỏa Long Tiên mà bị dao đánh lên lưng, máu thịt văng ra, lập tức nó lại bị đầu rồng của Hỏa Long Tiên cắn một miếng, kéo ra một khối thịt lớn. Món tam tương chi bảo này thuộc về Hoàn Nhan Hồng Khang ta. Tên đại kim quốc chấn quốc pháp trưởng kia cười ha hả, dung Hỏa Long Tiên thu âm dương đồng lô về. Lập tức hắn lại vung tay lên đánh tới Hùng Bi. Trong chớp mắt, quanh thân Hùng Bi toàn là vết thương, da thịt bị đánh cho rách tung tóe, máu thịt mở ra lộ ra cả xương trắng. Vị chấn quốc pháp trưởng Hoàn Nhan Hồng Khang này tận chiếm thượng phong, đột nhiên thu hồi Hỏa Long Tiên, cười nói: Tiểu Hùng, bản pháp trượng niệm mi không thương tổn tính mạng con người, lại tu vi thành công. Nếu như mi chịu làm thú cưỡi cho ta, gọi ta một tiếng lão gia, pháp trượng ta sẽ tha cho mi một mạng. Gì? Hùng Bi phỉ nhổ hắn một ngụm huyết đàm, cả giận mà nói: Phách Thiên lão gia nhà ngươi cuộc đời này chỉ nhận một lão gia, cho dù Phách Thiên vụng trộm chạy đi không định trở về, nhưng cũng không thể phản sư môn đi làm thú cưỡi cho kẻ khác được. Mi muốn chết sao?
hôm nay ta cứ không đánh chết mi, cứ phục mi cho mi cam tâm tình nguyện làm thú cưỡi cho pháp trượng ta. Hoàn Nhan Hùng Khang nổi giận, lại tế hỏa long tiên lên, từng roi hung hăng đánh tới Hùng Bi, cười độc ác nói: tên lão gia gì gì đó của mi kia có thể so với đại kim trấn quốc pháp trượng ta sao? Ta xem mi có thể mạnh miệng được bao lâu? Nếu như chọc giận lão gia ta thì giết cấu lấy mật cũng chẳng nói chơi đâu. Hùng Bi vừa chịu đòn vừa tức giận mắng chửi không ngớt. Hai đồng tử kim sắc ngân sắc thấy thế mặt mang theo vẻ không đành lòng, thay Hùng Bi cầu xin với Diệp Phúc: lão gia, Hùng sư huynh đã ăn đau khổ rồi, biết sai rồi, nếu như đánh tiếp nữa thì sẽ bị người đánh chết mất thôi. Can Sải Dao giận dữ mà khiển trách hai người: khốn kiếp, con gấu đó sống hay chết thì liên quan gì đến lão gia đây? Không phải hắn muốn làm phản ra khỏi Quan Tinh Phong hay sao? Nếu để đã phản ra rồi thì không phải gấu của Quan Tinh Phong ta nữa rồi. Con gấu đần độn đó từ ngày không có bản lĩnh, không có công lao, ngoài trồng vài thửa ruộng cho lão gia ra thì làm được cái gì? Xứng đáng bị đánh chết đi. Cùng lắm thì lão gia không trồng linh điền, không nuôi linh dược nữa, lão gia người nói có đúng không? Tuy hắn nói như thế nhưng thực tế cũng là chứng tỏ công lao của Hùng Bi cho Diệp Phúc, ngầm cầu xin cho Hùng Bi. Kim sắc đồng tử tỉnh ngộ cười nói: à, đúng vậy, Can Sải sư huynh nói rất đúng, cùng lắm thì để cho con gấu ngu ngốc kia bị tên trấn quốc pháp trận gì gì đó bắt đi làm rộng cho y là được. Hắn làm rộng cho lão gia, giờ cho hắn làm rộng cho người khác đúng là vật tận kỳ dụng. Đáng tiếc vị trấn quốc pháp trận này thua kém lão gia, ngay cả lão gia cũng không để y vào mắt kìa. Còn gấu đần kia làm rộng cho y đúng là đánh mất thể diện của lão gia chúng ta mà. Ngân giác đồng tử cũng cười nói. Diệp Phúc không nhịn được bật cười nói: ba tìm các người, thôi coi như các người nói có lý đi. Đám Can Sải Dao vui quá, vội vàng bay lên trời cao, nhảy vào hãm không đảo, hô to: Hùng sư huynh, lão gia sai ta hỏi huynh, huynh đã biết sai chưa? Hùng Bi đang đau khổ dãy giụa trên huyền không sơn, né tránh công kích của Hỏa Long Tiên. Nhưng Hỏa Long Tiên kia chính là luyện thành từ mấy trăm cái gân rồng, vô cùng gian dảo, luôn có thể đánh lên trên người của nó. Lão gia đến đây ư? Hùng Bi nghe vậy không nhịn được run cả người, bất chấp né tránh Hỏa Long Tiên, vội bùm bùm quỳ lại trên mặt đất, run rẩy nói: lão già thứ tội, tiểu hùng biết sai rồi, tiểu hùng biết sai rồi. Hóa ra mi còn ba tên đồng đáng, có trách lại kiêu ngạo như vậy. Hoàn Nhan Hồng Khang thu địa tướng chân thân lại, bản thể hiện ra trước mặt mọi người, cũng là một lạt ma, mặc một thân đại bào đỏ lửa, đầu cũng không có cả bóng loáng mà tết tóc thành 10 bím, trông rất bóng mượt, đội một chiếc mũ lạt ma. Ánh mắt của y không tốt, y lập tức tế Hỏa Long Tiên lên, tiếp tục đánh tới Hùng Bi, cười lạnh mà nói: giờ mi nhận ta làm lão gia thì cũng muộn rồi, giờ Hoàn Nhan lão gia ta không hài lòng còn muốn đánh mi thêm mấy roi nữa kìa. Hôm nay Hoàn Nhan lão gia ta sẽ một lưới bắt hết tổ nghiệt xúc các ngươi, thu phục tất cả, thay phiên làm thú cưỡi. Hỏa Long Tiên của y không chỉ đánh tới Hùng Bi, thay cả ba con yêu vương là Can Sải Dao và Kim Giác Ngân Giác cũng bị cuốn vào. Hiển nhiên lão tính thu phục luôn cả bốn con yêu vương này. Can Sải Dao và Kim Giác Ngân Giác giống giận liên tục, vội vàng né tránh. Chỉ có Hùng Bi biết Diệp Phúc đến đây, dù bị Hoàn Nhan Hùng Khang đánh cho bị thương nặng cũng chịu đủ chứ không dám đứng dậy để mặc cho Hỏa Long Tiên đánh lên thân thể. Diệp Phúc thở dài, cất bước đi lên huyền không sơn, mỉm cười nói: Hoàn Nhan pháp trưởng, đây là con gấu mà tiểu đệ nuôi, có nhiều mạo phạm, mong sư huynh dừng tay, tiểu đệ lập tức thu nó lại quản giáo nhiều hơn. Cũng may con gấu của tiểu đệ nuôi này tuy bướng bỉnh nhưng bản tính lương thiện, chưa từng sát sinh bao giờ, chỉ biết ăn chay. Tuy nó bắt giữ rất nhiều thượng nhân thượng sư nhưng may là không thương tổn đến mạng người. Oan gia nên giải, không nên kết. Mong pháp trưởng tha cho con tiểu hùng này. Tiểu đệ khắc trong tâm khảm. Hoàn Nhan Hồng Khang cả kinh, vội thu Hỏa Long Tiên lại, đánh giá Diệp Phúc qua lại. Thấy tu vi Diệp Phúc dường như không cao lắm, y cười lạnh nói: gấu của ngươi giam giữ mấy vạn dân chúng, hơn 1000 thương nhân và thượng sư, ngay cả hoàng tộc Đại Kim Quốc ta cũng bị giám bắt, khiến cho Đại Kim Quốc ta mất hết mặt mũi. Ngươi cho là một câu nói của ngươi là có thể nhẹ nhàng bỏ qua được hay sao? Diệp Phúc lại cười nói: pháp trưởng, người đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng rồi, hãy thu tay lại đi. Tiểu đệ giao trách nhiệm cho con gấu này thả tất cả mọi người bắt giữ ra, lại thay nó xin lỗi Đại Kim Quốc các ngươi. Các hạ chính là Đại Kim Quốc trấn quốc pháp trưởng, cũng là cũng biết nói đạo lý đấy chứ. Đạo lý sao? Hoàn Nhan Hùng Khang cười ha ha, hiện ra địa tướng chân thân vạn trượng, dung Hỏa Long Tiên lên, tiếp tục đánh tới Hùng Bi và yêu vương, thậm chí đánh tới luôn cả Diệp Phúc. Y nhe răng cười gằn: tiểu tử, ngươi là kẻ ngoại lai phải không? Ở Hạ Châu ta, ai nói đạo lý với ngươi? Nắm đấm của ai lớn hơn thì cái đó chính là đạo lý.
Diệp Phúc thở dài, hoành thân che trước người Hùng Bi và Yêu Vương, đưa lưng về phía Hoàn Nhan Hồng Khang. Một khi đã như vậy, để người chủ nhà là ta đây, vì quản giáo không nghiêm mà thấy nó chịu một roi này của pháp trưởng đi. Bang một tiếng, Hỏa Long Tiên quất lên lưng Diệp Phúc vừa mới chạm vào thì đầu rồng lập tức nổ tung, chỉ nghe tiếng nổ rầm rầm vang lên không dứt. Chiếc roi Hỏa Long dài đến trăm dặm này nổ ra từng đoạn, lan tràn đến trên địa tướng chân thân của Hoàn Nhan Hồng Khang, đem một cánh tay của tôn địa tướng chân thân cao vạn trượng này mà nổ sạch sẽ. Hoàn Nhan Hồng Khang miệng hộc máu, một kích này tuy đánh vào lưng của Diệp Phúc nhưng lực phản chấn truyền đến lại khiến cho y bị thương. Tu vi của Diệp Phúc tuy chỉ là pháp tướng kỳ nhưng tâm hậu đủ để sánh với đầu sỏ đã tu thành thiên địa pháp tướng, huống chi thân thể của hắn mạnh có thể so với lão quái vật nguyên thần bất diệt. Hỏa Long Tiên tuy là tam thương chi bảo nhưng so với thân thể của hắn quả đúng là một mảnh ngọc lưu ly mỏng manh, động cái là vỡ. Hoàn Nhan Hồng Khang vô cùng khiếp sợ, vội áp chế thương thế, thu hồi địa tướng chân thân, nuốt xuống một ngụm máu tươi nảy lên yết hầu, trầm giọng nói: Nếu như thượng sư ngươi thay con gấu ngươi nuôi chịu một roi của pháp trận ta, như vậy tội nghiệp của nó liền xóa bỏ, không còn liên quan gì nữa. Cáo từ. Y đang định xoay người rời đi thì Diệp Húc xoay người lại, cười nói: Pháp trưởng, hãy khoan. Hoàn Nhan Hồng Khang không dám đi, vội vàng dừng bước lại. Diệp Húc cười nói: Pháp trưởng, món nợ này coi như xong, nhưng pháp trưởng đánh ta một roi thì tính thế nào đây? Hoàn Nhan Hồng Khang nghẹn họng chân chối, vội biện giải: Vừa rồi ngươi nói muốn thay con gấu của ngươi chịu một roi mà. Diệp Húc cười ha ha, từ từ nói: Pháp trưởng, chuyện nào ra chuyện đấy, ta thay gấu của ta chịu một roi đó là một chuyện, người đánh ta một roi đó lại là một chuyện khác kìa. Hắn nhàn nhạt nói: Còn nữa, người đánh trọng thương gấu của ta suýt nữa thì chết, món nợ này cũng phải tính, pháp trưởng thì sao? Hoàn Nhan Hồng Khang tức giận đến thất khiếu phun máu, phẫn nộ quát lên: Đây là cớ gì, làm sao có kẻ lấp liếm sai trái như vậy? Ngươi làm vỡ nát Hỏa Long Tiên của ta lại còn muốn tính sổ với ta, ngươi rốt cuộc là có biết đạo lý hay không? Vừa nãy ta nói đạo lý với ngươi, ngươi không chịu, giờ ta không nói đạo lý nữa, ngươi lại muốn nói đạo lý với ta. Pháp trưởng, ngươi khiến ta thật khó xử mà. Diệp Phúc thở dài, tỏ vẻ vô cùng khó xử, hắn chắp hai tay sau lưng nhìn bầu trời, hạ giọng nói: Tâm ta như trăng sáng. Khó sao, khó sao. Cũng được, ngươi vừa rồi muốn thu con gấu này của ta làm thú cưỡi, ta cũng không làm khó dễ ngươi, chỉ đánh ngươi về nguyên hình làm thú cưỡi cho mấy đồng tử của ta. Hoàn Nhan Hồng Khang hét lớn một tiếng, xoay người vội vàng lao đi, căn bản không dám động thủ cùng hắn. Tốc độ của y cực nhanh, chớp mắt đã đi mấy trăm dặm, hướng thẳng đến Trung Đô Đại Kim Quốc, hô to: Tiểu tử, có giỏi ngươi đừng đi, trong triều đình Đại Kim ta cao thủ vô số. Diệp Húc cũng không thèm nhìn tới, sau đầu giơ ra một bàn tay cua ra đến mấy trăm dặm, nhẹ nhàng bắt đi lại, cười nói: Pháp trưởng, chớ đi vội. Khốn kiếp, ta chính là trấn quốc pháp trưởng của Đại Kim quốc này, là hoàng thân quốc thích, quyền cao chức trọng, người dám động ta chính là đối nghịch với Đại Kim quốc ta kìa. Hoàn Nhan Hồng Khang kêu lên không ngừng, Diệp Húc không nhịn được nhíu mày, vung tay quẳng y lên huyền không sơn. Hoàn Nhan Hồng Khang bị hắn quăng ngã, lập tức hiện ra nguyên hình, cũng là một con hải đông thanh dài vài dặm, đầu mọc một túm linh mao, trông như 10 cái bím tóc của y vậy. Hóa ra hoàng tộc Đại Kim cũng là nghiệt xúc sao? Chỉ là một con hải đông thanh tu luyện thành yêu mà cũng dám gọi lão gia ta là nghiệt xúc ư? Hùng Bi ỉ vào nhân thể dãy dụa đứng dậy, tay đấm chân đá Hoàn Nhan Hồng Khang, cả giận mà nói: Cho mày đánh lão gia này, cho mày đánh lão gia này, hôm nay bốn huynh đệ chúng ta thay nhau cưỡi mày, cưỡi mày này. Hoàn Nhan Hồng Khang bị Diệp Húc đánh về nguyên hình, ngã gãy xương đứt gân nên không thể đứng dậy, y giận dữ mà kêu lên: Các người chết chắc rồi, Đại Kim quốc ta sẽ nhanh chóng phái ra cao thủ tới cứu ta thôi. Các người đối nghịch với Đại Kim quốc ta, chết chắc rồi, chết chắc rồi. Hùng Bi giận quá, vung tay định đánh, lại nghe Diệp Húc thản nhiên nói: Phách Thiên, ngươi còn tự xưng lão gia ư? Giỏi, giỏi ghê. Ngươi làm bẽ mặt bỏ đi hàng tỷ dặm, chạy ra đại lục này, chạy đến Hạn Châu này. Hùng Bi đánh cái run tay, vội vàng lệnh nói: Lão gia, tiểu hùng biết sai rồi, biết sai rồi mà. Can Giải Dao và Kim Giác Ngân Giác cũng vội vàng thay hắn mà cầu tình: Người thật sự biết sai rồi sao? Biết sai rồi thì không nên ngược đãi một vị đầu xó đại tương kỳ như vậy. Diệp Phúc động tâm niệm, khiến cho pháp lực toàn thân bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành một cây roi thật dài, hắn quăng cho Hùng Bi, cười lạnh mà nói: Y đánh người như thế nào thì ngươi đánh lại hắn như vậy, quất thật mạnh vào cho tới khi nào y chịu làm thú cưỡi cho bốn người các ngươi mới thôi.
Nếu không đánh đến thì ngươi cứ cả đời ở lại Huyền Cung Đảo làm lão gia của ngươi đi, đừng có trở về nữa kìa. Đám Hồng Bi và Can Giải Dao vừa mừng vừa sợ. Con gấu kia lập tức nhanh nhẹn hơn hẳn, nhận lấy roi rồi quất Hoàn Nhan Hồng Khang thật mạnh, vừa ho máu vừa la to. À, xin lỗi nha pháp trưởng, đây là lệnh của lão gia ta. Hùng đại lão gia ta đại nhân đại lượng, người đánh ta cũng chẳng thèm để ý đâu. Nhưng nếu như lão gia ta đã ra lệnh như thế thì ta cố mà làm theo thôi, quất ngươi một trận thôi. Chiếc roi mà Diệp Húc dùng pháp lực ngưng tụ ra kia tương đương với một thức vu pháp của hắn, uy lực còn mạnh hơn cả Hỏa Long Tiên rất nhiều. Hùng Bi quất mấy roi xuống đã khiến cho Hoàn Nhan Hồng Khang gào khóc la hét, máu thịt tung bay. Hùng Bi hung hăng đánh trên dưới 100 roi, dù sao nó cũng bị thương quá nặng nên không còn mấy khí lực. Nó giao roi cho Can Thể Giao, con long mã này tinh thần phấn chấn, quật một lúc lâu khiến cho Hoàn Nhan Hồng Khang không còn hình chim nữa, lập tức lại có kim sắc ngân sắc tiến đến tiếp sức, thay nhau quất roi vị trấn quốc pháp trượng của Đại Kim Quốc này. Vùng lân cận Hãm Không Đảo, Huyền Cung Sơn vốn có rất nhiều vũ sĩ Đại Kim xem chiến, khi Hoàn Nhan Hồng Khang đại triển thần uy đều ra sức quan hô cổ vũ cho Hoàn Nhan Hồng Khang. Lúc này biết tình huống không ổn, ai nấy đều bỏ chạy khắp nơi, còn có không ít vũ sĩ đại vu chạy thẳng tới Trung Đô để mật báo với Đại Kim Quốc. Diệp Húc cũng chẳng thèm để ý đám người đó rời đi, hắn vốn không tính ở lại Hạ Châu bao lâu, chỉ dừng chân một lúc rồi lập tức lao tới Trung Thổ Thần Châu, chạy tới Ân Khư. Cho dù là Đại Kim đưa cả nước tới lấy tốc độ của Hạo Thiên Quyền thì cũng có thể dễ dàng mà tránh thoát được. Không lâu sau, Hoàn Nhan Hồng Khang đã bị đánh cho ra chóc thịt bong, thê thảm hơn Hùng Bi cả chục lần. Hắn không thể không cầu xin tha thứ, đồng ý làm thú cưỡi cho đám người Hùng Bi. Con Hải Đông Thanh này đã bị đánh cho mình đầy thương tích, lông mao toàn thân đều bị đánh cho bong sạch sẽ, giống như một con gà trọi bị vặt sạch lông vậy. Hắc Hùng, Long Mã và hai con Kim Long thay nhau cưỡi lên nó. Diệp Húc lại tới Ngọc Lâu lên, lấy ra một ít tài liệu luyện thành một chiếc xích sắt cùng loại với vòng cổ cho chó, buộc vào cổ Hoàn Nhan Hùng Khang. Hắn lại lấy ra một ít tài liệu rồi đánh nhốt chiếc roi được hóa thành từ pháp lực kia vào, tế luyện thành bảo rồi đưa cho Hùng Bi, cười nói: "Nếu con thú cưỡi này không nghe lời, cứ dùng thứ này quất nó." Hùng Bi và Can Giải Dao vui mừng lạ thường. Con gấu này nhìn thấy Hạo Thiên Khuyển đang ngủ rũ kia, nghi hoặc mà nói: "À, lão gia, con chó này là tân sủng của lão gia sao?" "Đừng làm phiền ta, đừng làm phiền ta." Hạo Thiên Khuyển đảo cặp mắt trắng dã, không hề để ý. Con phá cầu này có vẻ khá khẩn trương, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, thần kinh hề hề nói nhỏ: "Con rùa đầu rồng kia thật hung tàn, thật hung tàn. Đường đường đệ nhất đại tôn vương lại bị một con rùa đánh bại, lần này đúng là không còn mặt mũi gặp người rồi." Diệp Húc cười nói: "Khiếu Thiên cùng các ngươi có địa vị khác nhau, các ngươi phải gọi nó là sư thúc kìa." Hùng Bi và Yêu Vương gọi Diệp Húc là lão gia, địa vị là đồng tử, nhưng mấy đồng tử này chỉ có kim sắc ngân sắc là có bộ dáng của đồng tử, linh lung đáng yêu. Về phần Hùng Bi và Can Thải Dao, một là tráng hán đen thô, cao lớn thô kệch, lưng hùm vai gấu, còn kẻ kia lại mũi ngựa, râu rồng, cả người toàn xích lân, trông dữ tợn hung ác, hoàn toàn không có một nửa điểm đồng tử nào. Mà Hạo Thiên Quyển thì gọi Diệp Húc là chủ công, địa vị là thuộc hạ, đệ nhất đại tôn vương dưới trướng Diệp Húc là cánh tay hiếu lực mạnh nhất. Đám người Hùng Bi đương nhiên phải gọi nó là sư thúc. Đầu của Khiếu Thiên sư thúc dường như có vẻ không quá bình thường thì phải. Hùng Bi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội cười nịnh rồi nói với Diệp Húc: "Lão già ơi, tiểu Hùng có một thứ đại phú đại quý cho ngài đây." Diệp Húc nghe vậy cũng cười nói: "Đại phú đại quý trong miệng ngươi chẳng lẽ chính là tòa Huyền Cung Sơn này ư? Ngọn núi này quả thật thần kỳ, không phải là vu báo, cũng không có trận pháp, mà dưới công kích của cao thủ địa tương kỳ cũng không hề bị tổn thương. Nhưng chút phú quý ấy ta còn chưa đặt vào mắt đâu." Kỳ thật Diệp Húc cũng rất tò mò về Huyền Cung Sơn, có thể chống lại được công kích của đầu sỏ địa tương kỳ dùng tam tương chi bảo, có thể thấy được Huyền Cung Sơn có nhiều bí mật chứ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nếu có thể luyện Huyền Cung Sơn thành vu bảo, tất sẽ trở thành một bảo vật rất tốt, thậm chí có thể luyện thành một món bất diệt chi bảo. Hùng Bi hóa thành hình người cao hơn 2 trượng, cúi người xuống vẫn cao hơn Diệp Húc rất nhiều. A Du nói: "Lão già, phú quý mà tiểu Hùng nói cũng không phải là ngọn núi này, mà là thứ dưới chân núi. Lão già, ngươi cẩn thận ngửi xem, có thể ngửi được một mùi thuốc không?" Diệp Húc ngửi không khí, ngoài vị mặn trong gió biển ra thì cũng không ngửi được mùi nào khác. Can Thải Dao và kim sắc ngân sắc cũng ra sức ngửi ngửi không khí, cũng không thu hoạch được gì. Mặc dù là Hạo Thiên Quyền đã bị Phách Hạ lão tổ đả kích quá sâu, lúc này cũng ra sức động mũi, cũng không ngửi được cái gọi là mùi thuốc của Hùng Bi nói. "Các người có ngửi được gì không?" Hùng Bi đắc ý quên hình cười nói:
Mùi này cực nhạt, chỉ có bộ tộc Phi Hùng ta mới có thể bắt giữ được. Bộ tộc Phi Hùng ta trời sinh nhận biết bách thảo, biết tập tính của linh dược, có thể dễ dàng nhận ra đủ loại dược tài cùng với dược tính từ trong hàng tỷ mùi dược. Mùi dược này có thể giấu được các người, chứ không thể gạt được lỗ mũi của ta đâu. Thần sắc trên mặt Diệp Húc khẽ đổi, nhưng hắn vẫn như cười như không nói. Phách Thiên, đưa dao cho Can Sải Dao. Hùng Bi không rõ, vội vàng mang chiếc roi mà Diệp Húc luyện chế ra cho Can Sải Dao. Diệp Húc lập tức biến sắc, cười lạnh nói: Biết rõ lão già không thể ngửi ra được mùi hương này, còn cố tình cho ta ngửi, khiến ta xấu mặt. Can Sải Dao, quất hắn cho ta, quất thật mạnh vào, ba roi để răn đe. Kim sắc ngân sắc không nói lời nào mà ấn con gấu này xuống. Can Sải Dao vung roi quật loạn ba cái, khiến cho con Hải Đông Thanh Hoàn Nhan Hồng Khang trụi lông này nhìn rất là hả giận, kêu gào: Đánh rất được, đánh rất được. Hùng Bi bị trúng ba roi, lập tức đoạt lấy roi quất con chim không lông kia một trận, sau đó nó mới thật cẩn thận tiến lên, liên tục cười nịnh: Lão già, mùa này Tiểu Hùng chưa từng gặp qua bao giờ. Dù là bàn đào thú mà ngài giao cho Tiểu Hùng chăm sóc cũng kém mùi hương này. Có thể thấy được trên đại lục Hạ Châu này tất có một gốc tiên chân đã thành thục rồi, thậm chí có thể nói là tiên đa linh dược mà tiên nhân viễn cổ để lại. Tiểu Hùng liên tục tìm kiếm, cuối cùng phát hiện ra một bí mật lớn. Diệp Phúc trong lòng khẽ động, lưu ý mà lắng nghe. Đám Hạo Thiên Quyển và Can Thể Giao cũng phi thường kích động, dục hắn nói tiếp. Dù là Hoàn Nhan Hồng Khang cũng nhập thần mà nghe. Lão già, ngài thần thông quảng đại, thử xem địa hình Hạ Châu này giống cái gì. Hùng Bi lại đắc ý vinh váo. Diệp Phúc chừng hắn một cái nói: Can Thể Giao, roi hầu hạ. Đừng đánh, đừng đánh, ta nói hết mà. Hùng Bi vẻ mặt đau khổ nói: Đại lục Hạ Châu này như là một con rùa, hơn nữa là một con rùa lật ngược, chính là một con rùa đã chết, chỉ còn lại xác kia. Hạo Thiên Khuyển nghe thấy từ rùa, lại nghĩ tới những gì mình gặp được trong ngọc lâu của Diệp Phúc, không khỏi dùng mình một cái, rụt rụt đầu lại. Diệp Phúc như có suy nghĩ, Hùng Bi nói cũng đúng, đại lục Hạ Châu này từ trên cao nhìn xuống, trông thật như một con rùa đã chết đi, chỉ còn lại xác vậy. Tuy nhiên, Hạ Châu tuy là một đại lục nhỏ, nhưng cũng không hẳn, bởi nó phạm vi hơn 10.000 dặm, chỉ sợ là cự thú viễn cổ cũng không có khả năng cao lớn như thế, bởi vậy lúc ấy hắn cũng không liên tưởng gì nhiều. Đại lục Hạ Châu này chính là một cái xác rùa nổi trên biển, lục địa chính là rìa cái vỏ rùa, biển rộng bên trong chính là nước biển chứa trong vỏ. Hùng Bi tiếp tục nói: Ta từng nghe người ta nói, khi tiên nhân viễn cổ còn thống trị thiên địa này, từng có đội ngũ đại tiên sơn là Bồng Lai, Thiên Nhai, Phương Trượng, Doanh Châu và Côn Luân. Trong đó bốn tòa tiên sơn Bồng Lai, Thiên Nhai, Phương Trượng và Doanh Châu đều ở trong biển, được thần quy nâng đỡ, ngao du trong biển cá, không cố định ở chỗ nào cả. Sau lại có một vị đại thần tiên với uy lực vô biên, bởi vì thiên giới sụp đổ, thiên hà tràn ra gây lũ lụt toàn bộ man hoang đại địa, nên ông đã đem Thiên Nhai tiên sơn đi luyện hóa bù lại lỗ hổng thiên giới, cho nên năm tòa tiên sơn thiếu mất một tòa. Tiên sơn trong biển chỉ còn lại Bồng Lai, Phương Trượng và Doanh Châu, có tiên nhân viễn cổ ở lại trong đấy. Tiểu Hùng nghi ngờ, đại lục Hạ Châu chính là một tòa tiên sơn trong đó, bởi vì thần quy đã chết nên lật ngửa trên biển rộng này, tiên sơn mà nó gánh ở trên lưng đã chìm xuống biển. Hắn đắc ý rào rạt cười nói: Nếu không phải Tiểu Hùng có chức mũi linh mẫn trời sinh, người được mùi dược trước nay chưa từng có, cũng sẽ không đoán được dưới biển cá mênh mông này lại có một tòa tiên sơn viễn cổ. Nếu có thể được đến tòa tiên sơn này, lấy được bảo vật trong đấy, chẳng phải là một món đại phú đại quý lớn hay sao? Sao? Dưới biển có một tòa tiên sơn mà tiên nhân viễn cổ cư trú sao? Phách Thiên, làm rất tốt, đây quả thật là một đại phú quý. Trái tim của Diệp Phúc đập loạn lên, thần quang lóe ra trong mắt, hắn buồn bã nói: Phú quý này cũng thật không nhỏ, không biết trong tiên sơn này còn có tiên nhân trường sinh bất lão, bất tử bất diệt, trước khi đại phá diệt ngày xưa hay không đây? Nghe vậy, Hùng Bi lại càng đắc ý hơn, cười nói: Lão già, Tiểu Hùng tìm kiếm xung quanh, thậm chí lẻn vào đáy biển, định đánh xuyên qua nền lục địa, nhưng nơi đó nham thạch cứng đến đáng sợ, đừng hòng mà đánh xuyên qua được. Sở dĩ ta chiếm lấy hãm không đảo huyền không sơn này chính là bởi vì hương khí nơi đây đậm nhất, hơn phần nữa là có thông đạo có thể tiến vào tiên sơn dưới biển kia. Diệp Phúc hơi biến đổi sắc mặt, nếu Hùng Bi sở liệu không kém thì toàn bộ đáy biển đại lục Hạ Châu này chính là cái xác rùa của con thần quy viễn cổ kia, e là dùng cấm bảo mới có thể đánh xuyên qua được. Nhưng mà dù là cấm bảo thì cũng không thể nhấc đại lục địa Hạ Châu lên để tiên sơn dưới đáy biển lại thấy được ánh mặt trời. Lúc trước sở dĩ Vu Hoàng không động đến Hạ Châu khi luyện chế kiều đỉnh, hơn phân nữa cũng không phải là do Hạ Châu thiếu một khối lớn, địa khí không đủ, mà do lục địa này chính là xác của thầy quy. Sau khi chết đi để lại,
ông ta không thể luyện hóa nó mà thôi. Diệp Húc lại nhìn Huyền Không Sơn trên hãm không đảo kia, ánh mắt chớp động cười nói: Tòa Huyền Không Sơn này không phải là vu báo, cũng không ẩn chứa trận pháp, chẳng nhẽ là một góc tiên sơn mà con thần quy kia cõng hay sao? Tiên sơn viễn cổ treo dưới sắc rùa, mảnh vỡ này có thể từ bên dưới thoát ra, chứng tỏ là cái sắc rùa bên dưới kia đã vỡ đi một lối nhỏ. Một mảnh vỡ của tiên sơn trong biển đã thần kỳ như thế, thậm chí dưới công kích của đầu sỏ Tam Tương Cảnh, Địa Tương Kỳ mà không hao tổn chút nào, có thể thấy được tiên sơn chân chính lại càng thêm thần diệu. Diệp Phúc có thể khẳng định, nếu tin tức này lan truyền ra ngoài thì e rằng là thánh chủ các đại thánh địa ở trung thổ thần châu đều sẽ không ngồi yên được, chắc chắn bọn họ sẽ mang theo cấm bảo chạy đến cướp đoạt tiên sơn, lật ngửa lại cả Hạ Châu. Dù sao tiên sơn viễn cổ với truyền thuyết cổ tiên trường sinh bất lão, vĩnh sinh bất tử thật sự quá mê người. Nếu trong tiên sơn còn tiên nhân viễn cổ tồn tại ẩn cư hậu thế như vậy thì tìm được cổ tiên là có thể tìm được con đường trường sinh bất tử. Dù sao, dù cổ tiên không còn tồn tại nữa, nếu tìm được tiên nhân hoặc là thần dược bất tử mà những tiên nhân này gieo trồng thì cũng là một thu hoạch rất lớn. Hoặc là tìm được bảo vật mà tiên nhân để lại cùng các thứ như vu bảo vô pháp hoặc cấm pháp, giá trị của chúng đều không thể cân nhắc được. Tuy nhiên, các đại thánh địa ở trung thổ thần châu hiển nhiên không có nuôi một con hùng bi có cái mũi linh mẫn như này. Chỉ có loại dị thú thượng cổ như hùng bi mới có thể tìm được một tia mùi hương lạ, như có như không trong không khí kia. Bởi vậy, tin tức Hạ Châu có tiên sơn viễn cổ đến nay còn chưa có truyền lưu đi ra ngoài. Hạ Châu dù có nơi tự lập làm hoàng triều đại kim, thành lập thủ đô, thánh địa lại chỉ có một. Đó chính là Lang Gia Tiên Phú, xây dựng trên biển rộng giữa đại lục địa này. Diệp Húc lộ ra vẻ suy tư. Hắn ngẩng đầu nhìn đến trung tâm biển cả mênh mông, mịt mù kia, tầm nhìn hắn xuyên qua ngàn dặm xa. Nhìn thấy trong biển có một thánh địa rộng lớn như thần sơn trong biển, nó cũng như Huyền Không Sơn lơ lửng trên mặt biển vậy. Hắn chợt nghĩ, xem ra thánh địa Lang Gia Tiên Phủ này sở dĩ gọi là tiên phủ cũng không phải là đặt bừa. Hơn phần nửa tòa thánh địa này biết bí mật dưới biển, định đem tiên sơn dưới đáy biển làm của riêng. Chuyện có vẻ khó giải quyết rồi đây. Ở trên lục địa Hạ Châu này, Lang Gia Tiên Phủ có một vị trí cực kỳ cao quý, siêu nhiên. Các hoàng triều có mạnh cỡ nào đi chăng nữa cũng phải cung phụng thánh địa này. Hơn nữa, tòa tiên phủ này đã góp nhặt rất nhiều mảnh vỡ của tiên sơn, hẳn là có hiểu biết về tiên sơn ở dưới đáy biển. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không chiếm cứ nơi thâm sơn cùng cốc như Hạ Châu này. So với vùng đất rộng lớn trung thổ thần châu, Hạ Châu vẫn quá cằn cỗi. Thần niệm hóa hình, siêu thiên triệt địa. Thần thái của Diệp Phúc khẽ động, mi tâm đột nhiên nứt ra, lộ ra không gian rộng lớn vô ngần của tử phủ. Chỉ thấy từng đạo thần niệm chen nhau bay ra khỏi tử phủ của hắn, rơi xuống đất hóa thành một đám thần niệm, giơ tay nhấc chân đều giống chân thân như đúc vậy. Tu vi của hắn cao thâm, thần niệm mạnh mẽ, đã có thể dùng được tuyệt kỹ mà lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh mới có thể dùng được, thần niệm hóa hình hóa thành chân thân. Chẳng qua thần niệm của Diệp Phúc tuy mạnh nhưng tu vi chưa đủ, phân thân do thần niệm hóa ra không đông đúc như lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh chân chính. Hạ Từng Đường, Hạ Trung Đường lúc trước đuổi giết hắn ở hàng của ma vực từng biến hóa ra hơn 10 vạn thần niệm phân thân, mỗi một cái đều có thực lực tu vi Tam Tương Cảnh. Hiện giờ thần niệm phân thân của Diệp Phúc chỉ có 4-5 vạn, thực lực của phân thân tuy cũng có tu vi Tam Dương Cảnh nhưng so với lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh, nguyên thần bất diệt như Hạ Từng Đường, Hạ Trung Đường thì còn chênh lệch rất lớn. Thần niệm phân thân của hắn đều lặn xuống đáy biển tìm kiếm lỗ hổng có khả năng xuất hiện trong biển. Thần niệm của hắn càng lặn xuống sâu trong biển thì áp lực càng nặng. Đây không phải là áp lực nước biển tầm thường mà là rung động truyền đến từ đáy biển chấn áp thần niệm của hắn. Bùm 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 bùm. Rất nhiều thần niệm phân thân của Diệp Húc lặn sâu xuống 3.000 trượng là không chịu nổi loại áp lực này, bị ép cho vỡ tung, hóa thành từng đạo thần niệm. Chỉ tu vi thực lực Tam Dương Cảnh cũng không thể nào lặn sâu vào hải vực được. Nhưng trước khi các thần niệm đều nổ tung, Diệp Húc chú ý thấy dưới đáy biển có ánh sáng mờ mờ ảo ảo truyền đến. Một chút ánh sáng này cực kỳ kỳ lạ, làm cho người ta có một loại cảm giác của sự yên lặng, không nói rõ đó là tư vị gì. Dường như nhìn thấy ánh sáng là có thể nghe được một âm thanh kỳ lạ vang lên từ tận đáy lòng, to mà lại vô thanh, làm cho người ta thần trí thanh minh, dường như muốn nâng mây phi thăng vậy. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, chỉ thấy từng đạo thần niệm ngưng tụ lại một chỗ, thành một thần niệm vô cùng mạnh mẽ, hóa thành hình thể của Diệp Húc. Hắn dung hợp tất cả thần niệm, hóa thành thần niệm phân thân, có tu vi cực kỳ mạnh mẽ, có thể so được với đầu sỏ Địa Tương Kỳ đỉnh cao. Lập tức, Di La Thiên Địa Tháp bay ra khỏi ngọc lâu của Diệp Húc, treo lên đỉnh đầu của phân thân thần niệm, buông xuống từng luồng huyền hoàng khí, che chở hắn lặn tới chỗ ánh sáng kia. Hắn cách ánh sáng càng lúc càng gần,
mơ hồ nghe được từ trong ánh sáng chuyển tới một giọng nói to lớn đầy ý nhị. Hằng, Cổ, Diêu. Giọng nói tuyên truyền giác ngộ như ẩn chứa đạo lý lớn lao trong thế gian, chứa đựng vũ trụ thời không, trình bày năm tháng thời gian vô tận, đem tự nhiên đại đạo hóa thành âm thanh ý nhị truyền lưu. Đáy biển quả nhiên có một tòa tiên sơn chân chính. Âm thanh này chẳng lẽ chính là tiên nhân viễn cổ giảng pháp, kể rõ tâm đắc tu luyện của mình hay sao? Hay thật sự còn có một vị tiên nhân viễn cổ tồn thế từ thời đại phá diệt sống đến nay đây? Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 132 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 133 sắp tới.